Nghệ sĩ Thanh Điền bật khóc khi ra thăm mộ của Thanh Kim Huệ. Em đẹp, lúc nào anh cũng theo đuổi em. Anh đi tới đâu cũng thấy hình ảnh của em. Nhất là những nơi em hay mua đồ. Đã hơn 49 ngày kể từ khi nghệ sĩ Thanh Kim Huệ chút hơi thở cuối cùng, kể từ khi bà xã ra đi mãi mãi, nghệ sĩ Thanh Điền vẫn chưa quên được nỗi mất mát này. Sau khi tổ chức lễ cúng 49 ngày xong, nam nghệ sĩ đã dành thời gian đến thăm mộ người vợ quá cố. Lần nào cũng vậy, mỗi khi đến thăm mộ người vợ quá cố, nghệ sĩ Thanh Điền đều không kiềm được những giọt nước mắt. Ngôi mộ được gia đình thường xuyên dọn dẹp. Đây cũng là lần hiếm hoi, khán giả thấy nam nghệ sĩ bật khóc, nhắc lại những kỷ niệm với cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Mấy chục năm nay anh thường nhớ lại chuyện hồi nhỏ, sao hồi đó em lại chọn anh, trong khi anh quá xấu mà em thì có rất nhiều người tán em. Vậy mà tụi mình bước đi cùng nhau mấy chục năm, chắc duyên nợ em nhỉ. Chứ em đẹp, em ca hay, lúc anh theo đuổi em chê anh hoài chắc em còn nhớ. Đến ngày hôm nay, em đã nằm yên ở đây. Năm nay anh ăn Tết buồn lắm, không đi đâu hết, ở nhà đến mùng 4 mới đi chơi. Đi qua siêu thị, nhưng mà đi tới đâu là nhớ lại những kỷ niệm, hình ảnh của em thường hay mua sắm. Rồi đi ăn, anh cũng nhớ tới em, món nào em thích ăn, anh cũng còn nhớ nè. Ký ức vui vẻ hay ký ức buồn bã, anh sẽ mãi mãi không quên được, không thể xóa được, nghệ sĩ Thanh Điền vừa bật khóc vừa chia sẻ. Nơi em nằm khi anh đăng ảnh lên, ai cũng khen sang, đẹp, nhẹ nhàng, lịch sự. Dù bây giờ chưa có hoàn chỉnh, bây giờ chỉ đang tạm thôi, chưa có xong, nhưng mà tội nghiệp các anh trên này đều cố gắng làm cho xong trước 25 Tết để em còn ăn Tết. Qua Tết thì mọi người sẽ làm kiên cố cho em. Vì em ăn chay và sống hướng thiện nên anh cũng cố ý làm cái mái như mái nhà chùa. Em nổi tiếng với vở kịch Lan và Điệp nên anh cũng làm hình cô Lan và hình của em ở ngôi mộ. Còn có hình bông sen vì đây là loại hoa em yêu thích nhất. Anh cũng cố gắng hoàn thiện sớm ngôi mộ để em được an lòng mà yên nghỉ. Nghệ sĩ Thanh Điền chia sẻ lý do xây dựng ngôi mộ cho vợ. Trước đó, đón Tết Nguyên đán đầu tiên thiếu vắng hình bóng người bạn đời, nghệ sĩ Thanh Điền nghẹn ngào tâm sự trên trang cá nhân kèm với bức ảnh chụp ảnh hai vợ chồng đi du xuân. Những kỷ niệm đó sẽ không bao giờ quên được. Lúc này, chúng tôi còn đang rất phấn khởi du xuân, vội vã sau đó liền chạy sâu xuống Cần Giờ biểu diễn. Đi ăn lúc nào Huệ cũng là người ăn thì ít, mà lấy thức ăn cho tôi thì nhiều. Ăn cua thì tôi bóc vỏ, còn thịt cua thì để cho nàng. Cứ thế mà san sẻ cho nhau từ thủ hàn vi cho đến tận bây giờ. Nó mãi mãi nằm trong ký ức của anh. Mới đó mà 45 ngày rồi em nhỉ, nhớ em rất nhiều. Cuối video, nghệ sĩ Thanh Điền cho biết sẽ cố gắng nghe lời của người vợ quá cố, sẽ luôn sống với đam mê nghệ thuật để được khán giả yêu mến. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng hứa sẽ thường xuyên lên mộ để thăm Thanh Kim Huệ. Người hâm mộ vô cùng thương xót khi nghệ sĩ Thanh Kim Huệ ra đi sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư. Rất đông các nghệ sĩ Thanh Tuấn, Thanh Lộc, Hồng Tơ, Ngân Quỳnh, Trương Quỳnh Anh đã đến tiễn biệt cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Có thể nói, tình cảm mà nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền dành cho người vợ quá cố khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Hy vọng thời gian sẽ giúp ông vượt qua những nỗi buồn này để có thể sớm trở lại sân khấu với những vai diễn tài năng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!